Xin chào mọi người, mình là Hoàng Tâm đây. Chào mừng mọi người đã đến với clip của video tiếp theo của Nguyễn Hoàng Tâm. Và ngày hôm nay thì tôi sẽ nói về một cái vấn đề vô cùng trăn trối và trắc trở để cho tính cho mọi người biết. Thì ok, thì bây giờ nói thôi chứ biết sao nữa bây giờ. Cho nên là hôm nay là muốn nói cái gì các bạn muốn nghe được cái tôi thông điệp tôi gửi cho các bạn thì các bạn cứ xem hết clip này các bạn sẽ biết, ok. Thì ngày hôm nay tôi muốn nói tới một cái việc đang rất là trắc trở là các bạn đang sử dụng điện thoại, đúng không? Sử dụng điện thoại để kết nối internet, wifi, chat chip tất cả kiểu này hả hính gì đó, ok, tôi không quan tâm điều đó. Và bây giờ cái điều mà tôi muốn nói tới các bạn là biết là cái thứ mà phải gọi là các bạn không nhìn thấy được đấy chính là cái tín hiệu nè, cái sóng nè đó, cái tín hiệu từ sóng phát ra từ wifi nè. Tôi nói thiệt nha các bạn, ở nhà tôi là ở vùng quê không có gắn wifi, ở ngoài kia kìa tít 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 tít, ở ngoài kia kìa nó gắn cả đống không phải luôn á, nhưng mà không, tôi không bao giờ gắn wifi, tôi chỉ xài 4G hoặc là 3G thôi. Bởi vì sao? Tôi nói cho bạn biết nè, cái sóng wifi các bạn đang xài đấy, thôi trước tiên tôi nói về cái điện thoại đi. Cái điện thoại các bạn thường các bạn không có wifi á, tại vì sao? Nhà không có điều kiện để gắn wifi thì cho nên là mình phải cài 3G 4G, đúng không? Đôi khi 3G 4G đã mắc hơn wifi nữa đấy, ok. Thì nói cho vui vui vậy thôi, chứ hôm nay thì tôi sẽ chia sẻ về cái gọi là sóng 3G, sóng 4G hoặc là cái sóng tín hiệu các bạn gọi điện thoại hay này nọ đấy. Thì kính thưa tất cả các bạn xem clip của tôi, các bạn thấy mỗi ngày hoặc là 2-3 ngày tôi đăng một cái clip lên cho bạn xem. Nhưng mà các bạn nghĩ sao? Tôi không bao giờ đăng tải cái đó bằng wifi, bởi vì tôi ở nhà thì tôi không bao giờ đăng tải nó bằng wifi ha các bạn. Tôi đăng tải bằng 3G, cái sim tôi là cái sim Mobi. Tôi chỉ xài có 50 ngàn một tháng thôi, nhưng mà tốc độ cao cả đống luôn. Cái sim đó là cái sim khuyến mãi đó các bạn, cho nên là mình được rất là nhiều ghi. Đấy, mình xài rất là ok. Nhưng mà các bạn thấy không, tôi xài xong là tôi tắt cái đó liền. Tôi tắt 3G cũng G, tôi không có để nha các bạn. Thường thường buổi tối á, là mấy cái bạn mà thường đấy, con gái hay con trai, tất cả các kiểu á, đến tuổi cặp kê hay đến tuổi dậy thì bắt đầu đi vậy. Đi nhắn tin hả hính này nọ đúng không? Tối tới 12 giờ tới 1 giờ mới ngủ. Đôi khi tôi thức khuya thế, tôi coi mấy bạn ấy, mấy bạn tới đó nhắn tin này nọ, thấy vẫn còn hoạt động trên Facebook, Zalo gì đó. Mà thấy ghê không? Mà khi mà các bạn xài xong cái điện thoại, các bạn mở 3G hoặc wifi luôn, các bạn quăng lên đầu nằm của mình đấy, quăng đầu nằm ngủ xong quăng lên nằm ngủ luôn, hoặc là báo hức gì đó để điện thoại tước đó luôn, rồi sáng dậy coi mấy giờ đúng không? Đấy, cái sóng nó hại cho não bạn. Trời ơi, hồi xưa tôi bị gò các bạn biết như là hồi đó là tôi thường là ngủ tôi nằm tôi để điện thoại kế bên ấy, sáng thì không nổi luôn. Trời ơi, tôi không biết sao là tôi choáng váng mặt mày luôn, cho nên là phải cái thứ gì đó nên nó tôi bây giờ ha, bây giờ là tôi đi ngủ ha là tôi không bao giờ để điện thoại. Các bạn ai mà ngủ với tôi mà để điện thoại tôi không ngủ chung luôn, tôi ra ngoài đường tôi ngủ luôn, tôi nói thiệt đấy ha. Mà nói thiệt với các bạn nha, thật sự là bây giờ nếu mà các bạn muốn giữ gìn sức khỏe thì các bạn đừng bao giờ mà để điện thoại mà tối chắc chít với gà hết những cái điều đó, tôi không quan tâm. Nhưng mà tôi muốn nói với các bạn đó là khi mà các bạn xài ứng dụng xong thì các bạn quăng chỗ khác đi, đừng quăng đầu nằm. Bởi vì tôi quăng đầu nằm thì các bạn thấy là nó giết tế bào của mình đấy. Mà không tin các bạn lên mạng các bạn coi đó, biết như tôi đọc, biết như tin tức nè, đây tôi đang mở tôi đọc luôn nè đó. Đây, cảnh báo dùng thiết bị điện tử tước khi ngủ, lý do khiến con người nằm mơ khi ngủ. Đấy, đó. Ghê không à, ghê không? Nè, tôi đọc cho bạn nghe để bạn xem nè, đấy. Ban đêm là quá trình tạo ra tế bào hồi phục và giải độc cho cơ thể diễn ra mạnh mẽ. Vì vậy, việc tiếp xúc với sóng wifi ngày càng có thể ảnh hưởng nghiêm trọng đến sức khỏe. Ở nhà, các bác sĩ dùng khuyên khi ngủ, tiện đó không nên dùng điện thoại di động làm đồng hồ báo thức, đặt ngay trên đầu. Nguyên nhân vì suốt 8 tiếng ngủ, máy sẽ liên tục thu phát sóng điện từ, gây ảnh hưởng đến cơ thể thần kinh và nội tạng của cơ thể. Cho nên là khi mà các bạn xài wifi, nhà các bạn có gắn wifi gì á, tối đi ngủ tắt nó đi, đừng quan tâm tới nó, đúng không? Mình khỏi cần, mình đừng có wifi nó có cái gì, cái chỉ là tín hiệu gì đúng không? Nhưng mà cái tín hiệu đó nó gì, thấy nó vô hại đúng không? Nhưng mà ở sự nó ghê lắm các bạn đấy, nó ghê lắm đấy, cái sóng nó là hãm hại sức khỏe của mình đấy. Cho nên là ai mà nhà gắn wifi thì cứ tắt wifi trước khi đi ngủ đúng không? Hoặc là có xài wifi thì các bạn cứ để cái wifi nó gồm một cái góc nào đó để ngăn cái tường trắng cái phòng ngủ của mình, đừng có cho sóng nó tiếp xúc với mình. Các bạn thử xem đi, tôi cho bạn, nếu mà bạn muốn mà thí nghiệm thử này tôi nói mà nghe,
Đấy các bạn lấy một hạt, hai hạt đi. Hai hạt đầu các bạn mà bỏ phòng hai phòng, một phòng các bạn đóng cửa kính lại, một phát tín hiệu tạm lấy cái điện thoại cũng được nè. Đấy điện thoại cài 3G, 4G phát liên miên nghe, phát cái điểm kết nối đó. Còn bên kia không có, bạn thử xem 12 ngày thôi là bên cái hạt đậu nó có tín hiệu nè, nó sẽ héo hết tên, còn bên kia nó sinh trưởng bình thường. Các bạn không tin các bạn thử đây đấy, tôi thử rồi cho nên tôi biết. À, không tôi thử tôi giấc mơ tôi, nhưng mà tôi đọc rồi nên là tôi mơ tôi thấy y chang vậy là được rồi, ok nói cho vui thôi. Chứ thật sự là bây giờ là wifi nó cũng có tính hạ hại các bạn. Đấy tôi nói là phải tôi móc khóe cho bạn lên mạng bạn coi đấy. Hôm nay là tôi làm clip này thấy tôi nói xàm tôi nói nhiều quá. Nhưng mà tôi nói đúng lắm không? Cái gì tôi suy nghĩ tôi nói cho bạn nghe. Đúng không? Đó. Rồi tiếp tục. Cái gì nữa ta? Qua rồi. À đúng rồi, khi mà các bạn tám chuyện đấy mấy cái đứa mà nhất là con gái nha, tôi không nói con trai bởi vì con trai tôi cũng là con trai đấy, nhưng mà con trai nó ít hơn con gái bởi vì tôi nói con gái đi đấy. Con gái thường thường là ban đêm nó sẽ nói chuyện, nó alo nó tám chuyện với bạn bè nó đấy, bạn bè con gái thằng trai thì không quan trọng, nhưng mà nó sẽ tám chuyện, nó tám 1 tiếng 2 tiếng, đôi khi tôi cũng tám tới 3 4 tiếng bình thường, nhưng tôi tám với người quen rồi đó. Nhưng mà thường là khi mà đưa cái điện thoại vô là alo, trời ơi khỏe rồi, trời dạo này bình thường rồi, trời nhỏ kia thấy trời ơi đó nhiều chuyện đấy, thường là bà tám đấy, bà tám chuyện bắt đầu cái đưa vô nói chuyện bắt đầu cái sao ta đấy. Hoặc là các bạn đưa bên tay phải bên tay trái, tôi nghĩ là các bạn đưa bên tay phải đúng không, cầm tay phải là đưa bên tay phải, không bao giờ cầm tay phải đưa bên tay trái hết, ok nói cho vui vậy thôi. Chứ thật sự là khi mà các bạn đưa điện thoại vào trong lỗ tai thì các bạn sẽ biết sao không, nó rất là hãm hại cho cái não các bạn, nó giết tế bào này là nó sẽ nóng vùng tai đấy, các bạn không cảm nhận 11 các bạn nói chuyện nhiều các bạn sẽ cảm nhận thế, nó sẽ tổn hại rất là nhiều đến sức khỏe của các bạn. Thật sự là não bạn sẽ không có như là bị hoang mang hay tự kỷ hay là cái gì á, kém trí nhớ mất trí nhớ rồi cái sống tất cả sống ok. Thật sự là bây giờ là các bạn đang xài 3G wifi hoặc là 4G đúng không, sau này các bạn sẽ xài được 5G, nhưng mà nếu các bạn đụng đến nó thì các bạn xài xong các bạn tắt ở đây, đừng bao giờ để trước mình ngủ thì bây giờ để trước và xài xong thì tắt, chứ đừng bao giờ để làm gì để cho nó hãm hại sức khỏe của mình. Sức khỏe của mình là quan trọng nhất đúng không, mình còn biết nhiều thứ ở ngoài kia mà biết nhiều thứ để mình khám phá, biết nhiều thứ lạ kỳ để mình tìm tòi và biết đến nó, ok. Nhưng mà các bạn làm tổn hại sức khỏe thì cái trí não của bạn nó không có học thông minh, nó không có cảm nhận được cái thiên nhiên, không có thấy điều đó là thú vị hay vui vẻ, cho nên là những cái thứ gì mà bạn phải tìm hiểu về sức khỏe của bạn. Nói mai mốt tôi sẽ ra một cái clip về tôi sẽ chia sẻ tất cả các bạn luôn, còn bây giờ tôi sẽ chia sẻ về cái sóng điện thoại như cái sóng wifi đấy. Đấy là sự đó mấy bạn nam đấy như tôi như thế này nè, cái mấy bạn nam cái bắt đầu cái mở điện thoại lên đấy, mở điện thoại lên cái bắt đầu cái kéo xuống bật 3G 4G lên á, cái bà đi chơi bỏ vô túi đấy, bà thấy nguy hiểm chưa, cái sóng nó giết cái thứ gì của các bạn mà cái là các bạn đẻ không được, các bạn vô sinh luôn đấy, tôi nói thiệt đấy đúng không, biết nhiều thứ biết nhiều cái bằng chứng báo nó đăng lên tùm lum tùm lơ các kiểu, cho nên các bạn chú ý đấy. Nói chung là cái sóng rất hãm hại tất cả sức khỏe của bạn, cho nên là bỏ những cái thứ gì ra mà không liên quan đến việc làm, dù khi mà cần thì mình bật lên, còn mình không cần thì mình tắt đi để đó, ok. Và nói chung là hôm nay tôi sẽ chia sẻ với bạn các bạn là vậy rồi, ok. Còn tôi thì bình thường như thế là không có cái sóng gì luôn các bạn, chỉ có cái sóng sim này thôi, nó cũng không có tổn hại nhiều, nhưng mà nó cũng rất là tổn hại khi các bạn gọi nói chuyện đấy. Nói chuyện á thì mấy món tôi hướng dẫn các bạn nè, các bạn khi mà nói chuyện với ai á các bạn lấy điện thoại bằng lọt lo lên bạn đưa ra ngoài các bạn nghe alo, ok, đó các bạn đừng đưa cho tai đấy, tránh tình trạng tránh những cái chi tiết nhỏ có thể đi gây tổn hại sức khỏe của mình. Rồi nói chung là hôm nay tôi nói như thế đấy, các bạn có thể lên mạng bạn tìm hiểu thêm đấy, phải giữ gìn sức khỏe các bạn, ok, sức khỏe là trên hết rồi, ok. Thì không còn gì để nói nữa, cái chúc bạn sức khỏe. Bây giờ tôi mệt quá trời rồi, nãy giờ nói quá trời mệt luôn rồi, ok bye các bạn nhé. Và nếu thấy hay thì nhớ để lại đăng ký phía bên dưới để có thể xem các clip mốt tôi nói nữa cho bạn nghe nữa, ok bye bye bạn.